Để xây dựng hệ thống quản lý đất đai bền vững, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành quyết định yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Thế nhưng tại một số địa phương, vì báo cáo thành tích mà đã cố tình làm ngơ với những vướng mắc của người dân. Câu chuyện xảy ra tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa sau đây là một ví dụ cho thấy sự yếu kém của công tác quản lý tại địa phương đang tạo thành một vòng luẩn quẩn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với những thủ tục hành chính rườm rà. Hơn 100 triệu đồng là số tiền mà anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Bái Trung đã nộp cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lộc từ năm 2006 cho 260m² đất gia đình anh đang sinh sống. Gần 10 năm, anh mong ngóng cầm trên tay cuốn sổ đỏ của gia đình. Tôi hỏi ông chủ tịch thì ông bảo là đây đến Tết năm kia là ông bảo đây đến Tết sẽ có chứng nhận của chú. Tết năm kia cũng không thấy đâu. Tết năm ngoái tôi xuống thì gần nửa năm tôi xuống thì ông bảo đây đến Tết có thể có chứng nhận của chú, mà Tết năm ngoái đến Tết cũng không thấy đâu. Thì tôi lên huyện hai lần, huyện nó bảo là trên thực tế cái chứng nhận đất, cái tiền mua đất của bọn chú đây thì xã chưa có đồng nào chuyển lên đây, thì làm sao chúng tôi trên huyện chúng tôi mà giải quyết được cái đất. Hai năm trước, khi đang xây dựng ngôi nhà này, gia đình anh Cảo phải dừng việc sơn nhà để có tiền nộp tiền đất cho Ủy ban Nhân dân xã. Số tiền lên tới vài chục triệu đồng, anh cùng vợ tích cóp sau bao nhiêu vụ lúa. Với dự định, sau khi có sổ đỏ, gia đình có thể vay vốn ngân hàng để làm ăn. Nhưng không biết bao giờ kế hoạch đó mới thành sự thật. Từ trên xóm 1, gọi là cái hội trường của xóm 1 ấy, đùa xuống này, nói đúng là mọi gia đình là cũng mong muốn là phải có sổ đỏ càng nhanh càng tốt. Để người ta nói theo như bản thân tôi cũng muốn nhanh để tôi muốn vay vốn qua bức xúc. Được biết bắt đầu từ năm 2006, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lộc đã thu tiền đất của hơn 100 hộ dân, sau đó sử dụng số tiền thu được vào một số dự án khác của địa phương. Phải mãi đến tháng 10 năm 2013, khi chính phủ đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương, xã Hòa Lộc mới vội vàng nộp tiền lên cho kho bạc huyện Hậu Lộc. Với lý do nhiều hồ sơ giấy tờ không khớp vì đã sang tên đổi chủ trong quá trình nộp tiền sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã không cấp sổ đỏ cho hơn 100 hộ dân xã Hòa Lộc. Trong đó có cả những hộ không hề có vướng mắc về giấy tờ. Phòng Tài nguyên sao cái đấy chúng tôi phải về báo với Phòng Tài nguyên này. Nộp tiền vào chi cục thuế thông báo về Phòng Tài nguyên để Tài nguyên nắm cái vấn đề cái thu lệ phí. Nếu huyện có cơ chế chính sách mà 30 hộ trong một quyết định 20 hộ hoàn thành rồi thì cấp cho 20 hộ, thì đến bây giờ không có cái tình trạng thế này. Đúng, bây giờ có những thời kỳ là sau khi hộ được giao đất là người ta phải nộp tiền, xã đứng ra thu hộ cho người ta và đem tiền đấy vào lên kho bạc nộp tiền. Cái trách nhiệm và cái của Ủy ban Nhân dân cấp xã là phải xác định nguồn gốc. Bây giờ nguồn gốc là một nhà nước giao đất cho một người, các anh đề nghị một người khác thì chúng tôi không thể làm được. Được biết, tỉnh Thanh Hóa nằm ngoài danh sách những địa phương không hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã báo cáo lên Chính phủ vào cuối năm 2013. Thế nhưng thời gian gần đây, liên tục nhiều địa phương ở Thanh Hóa ồn ào về việc người dân không được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất tới cả chục năm trời. Trong khi các cơ quan chức năng của huyện Hậu Lộc còn đang tốn thời gian đổ lỗi cho nhau, thì hàng trăm hộ dân như gia đình anh Cảo, anh Hùng vẫn ngày ngày mong ngóng cuốn sổ đỏ để vay vốn ngân hàng làm ăn.